Hello Khánh. Hi Hello. Khánh. Hi. Hi. Okay, how are you today? Are you? Yeah, bye. Okay, very good. Okay. Hôm nay mình học hôm qua nha con. Hôm qua cô cho con nghỉ đó. Nhớ không? Okay. So, how is the weather? Thời tiết ở chỗ con như thế nào? Yeah. Thời tiết ở chỗ con như thế nào? How is the Hello cô đi. How is the weather? Thời tiết thế nào con? Mát hả? Con chạy mát là tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là cool, được chưa? It's cool or it's windy, được chưa? Windy là trời mát, trời có gió. Ok, trả lời đọc lại cho cô nào. Windy. Windy. It's Windy. windy. Ok, tốt. Nào, bây giờ mình cô sẽ nhắc lại, ôn tập lại từ mới, kiểm tra từ mới của Khánh. Sau đó cô sẽ cho con xem một video clip ngắn để con nhớ lại nhá. À, trước hết cô phải kiểm tra từ mới của Khánh xem Khánh về nhà Khánh đã học bài của cô chưa đã. Thế nào? À, bây giờ cô kiểm tra nha. Đợi cô một chút. Ok, con nhìn bài của cô chưa? Chưa có. Hay rồi. Ok, chúng ta có từ đầu tiên là chữ chô. Chô có nghĩa là gì con? Đó có nghĩa là búp bê. Chính xác, rất giỏi. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta có từ floor. Floor. Là gì con? Sàn nhà. Chính xác, rất tốt, giỏi. Tiếp theo toy. Thôi. Là gì con? Trò chơi. Rất tốt, giỏi. Đúng rồi. Tiếp, chúng ta có từ chỉ vị trí sau. Đọc cho cô, đọc và trả lời nghĩa nha. In. In Là gì con? là ở trong, À, rất on tốt. ở trên, Đúng rồi. under ở dưới, Đúng next rồi. to Đúng rồi. bên Behind. behind ở salon, Đúng rồi. In front in front ở đằng trước. of. Đúng rồi, rất giỏi. Between. Between ở Là giữa. rất tốt, giỏi. Khánh 10 điểm nha. Hôm nay Khánh ôn tập bài rất tốt luôn. Ok, cô rất khen con luôn. Hôm nay con học rất tốt. Ok, thế về nhà học từ 10 đây có lâu không? Học mất bao lâu? Con. À, nhớ thôi hả cả. Rất tốt đấy. Ok. Nào, bây giờ để ôn tập lại chủ đề đó thì cô sẽ cho con xem một cái đoạn video clip về chủ đề học nha. Ok, dạo này cô không hay cho Khánh xem đúng không? Dạo này cô không hay cho Khánh xem đúng không? Ok, nào bây giờ cô sẽ cho con xem nha. Ok, bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình, nếu mà Khánh nhìn thấy màn hình thì Khánh bảo với cô nha. Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Con. Ok, nào bây giờ mình xem nha. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be... English Sing Sing. Toy Song. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A ball is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A doll is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A car is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A robot is in the box.
Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A yo-yo is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-ta. Let's listen. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A ball is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A doll is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A car is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A robot is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A yo-yo is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-ta. Sing along. Ok, thì cái phần tiếp theo là con sẽ phải hát bài hát này. Thế Khánh có hát được không con? Không. Không hả? Ok. Thì đó là một số cái từ mà chỉ về đồ chơi. Nói chung ngoài ra thì đây, chúng ta còn English sing sing. Và phần này sẽ là phần mà người ta sẽ đưa cho con các từ vựng chỉ đồ chơi. Lúc nãy là bài hát, thấy chưa? Một số đồ chơi, còn đây là bài về từ vựng. Thấy chưa? Nào, xem tiếp nha, xem nốt bài này. What should I play with today? Ball. Ball. Khánh xem và Khánh đọc theo nha con. Ví dụ từ lúc nãy người ta đọc là bô thì con cũng đọc là bô nha Khánh. Ok. Đọc đi con. Bô. Wow. Ok. Blocks. 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 Blocks là cái gì nha con nhỉ? Xếp gì nhỉ? Xếp phần. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp cứ như thế nhá, đọc theo nha. Board game. Board game. Board game. Board game. Có nghĩa là những cái trò chơi, trò chơi bàn cờ, được chưa? Trò chơi bàn cờ là những trò chơi mà con sẽ chơi ở trong nhà và ngồi trên bàn, ví dụ như là cờ vua hay là cờ cá ngựa, được chưa? Thì board game là trò chơi bàn cờ. Tiếp nha. Board game. Board game. Dice. 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 Doll. 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 Jack in the box. Jack in the box. Jack in the box. Puppet. Puppet. Puppet ở đây có nghĩa là con rối con ạ. Con rối, được chưa? Đọc lại nào. Puppet. Puppet. Ok. Puppet. Puppet. Puzzles. Puzzles. Robot. Robot. Robert, Robert, Robert. Robert. Okay. Robot. Rocking horse. Rocking horse. Ngồi rất tốt. Rocking horse. Rocking horse.
Rocking horse. Rocking. Spinning top. Spinning top. Đúng rồi, spinning top là cái gì nha con nhỉ? Là cái gì con? Đây. Ở chỗ cô gọi là con cù, cù quay. Của con gọi là gì? Là Jojo ấy. Của con gọi là à, cũng không phải Jojo, con cù ấy. Thế của chỗ con gọi là gì? Cũng là con cù. Ok, à, tiếp. Spinning top. Teddy bear. Teddy bear. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Honey, it's time for dinner. Yes, Mom, I'm coming. Review. Ball. Ball. Blocks. Blocks. Board game. Board game. Dice. Dice. Doll. Doll. Jack in the box. Jack in the box. Puppet. Puppet. Puzzles. Puzzles. Robot. Robot. Rocking horse. Rocking. Spinning top. Spinning top. Teddy bear. Teddy bear. Yo-yo. Yo-yo. Of the video clip. Okay. Okay. Em bé nhà cô đang thích cái video clip này quá. Em bé học cùng với Khánh ấy. Ok. Được rồi, tiếp nha. Mình sẽ học tiếp nha con. Ok. Học tiếp nha. Được chưa? Nào bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình. Khi nào con nhìn thấy màn hình thì con nói cô nha. Con nhìn thấy màn hình chưa con? Thấy rồi con. Bật cam lên. Đúng rồi con. Ờ đúng rồi. Ừ đúng rồi, màn hình cũ mà con. Ok. Nào, bây giờ mình sẽ học tiếp nha. Bài này mình làm rồi. Được chưa? Tiếp này. Khánh làm bài này đúng hết đấy. Được chưa? Cô rất khen. Khánh làm bài này rất tốt. Thậm chí Khánh không cần thời gian để chuẩn bị. Rất tốt. Tiếp theo. Nào, bây giờ mình sẽ học về các câu hỏi WS question. Được chưa? WS question là những cái câu hỏi mà không phải dạng yes or no. Nghĩa là con không thể trả lời là yes hoặc là no được. Ví dụ người ta hỏi con là con tên là gì, được chưa? Hay là cái nhà này. Đó, thì những cái câu hỏi mà có WS và chính là W ở đằng trước là câu hỏi để hiểu phải các thông tin, chính vì thế nó không thể trả lời được bằng yes hoặc là no, được chưa? Tiếp. Nào. Cho cô hỏi rồi. Cô nhắc lại thôi, được chưa? Nào. Tiếng gì giống tiếng hét quá vậy cô? Ờ đúng rồi, em đang hét đấy. Ok, được rồi. Tiếp. Nào, bây giờ mình sẽ nhìn vào bài tập D, được chưa? Bài tập D là một bài tập nhìn hình và trả lời các câu hỏi hay là hoàn thành các câu trả lời đấy, được chưa? Nhìn vào ảnh và hoàn thành các câu trả lời. Cô ví dụ nhá, câu số 1 này. What is in the hat? Có cái gì ở bên trong cái mũ thế? Con trả lời cô đi. Có cái gì bên trong cái mũ? Thuyền. Thuyền tiếng Anh là gì con? Boat. Yeah. Ok, boat. Chứ không phải boat nha. Boat. Ok, rồi rất tốt. Tương tự như thế, Khánh trả lời cho cô các câu 2, 3, 4 và 5 được không? Được không con? Con làm gì biết đọc. Trời, con phải đọc được chứ. Con phải đọc, con phải cố gắng đọc nhá. Bởi vì là đi thi cô sẽ không thể nào mà dịch cho con được. Con hiểu không? Thế bây giờ cô sẽ
dịch các câu hỏi. Khánh cố gắng hiểu và trả lời nhá. Được chưa? Câu hỏi số 2 này. Which toys are red, white and blue? Có nghĩa là đồ chơi nào màu đỏ, đồ chơi nào màu trắng, à đồ chơi nào màu đỏ, trắng và xanh, được chưa? Đồ chơi nào màu đỏ, trắng và xanh, được chưa? Câu số 3 là what colors are on the doll dress? Có nghĩa là váy của búp bê có màu gì, được chưa? Tiếp theo câu số 4 là how many toys are there in the floor, on the floor? Có nghĩa là có bao nhiêu đồ chơi trên sàn nhà? How many toys are there on the floor? Có bao nhiêu đồ chơi trên nhà? Và câu hỏi số 5 là what is standing? Cái gì đang đứng? Được chưa? Cái đồ chơi nào đang đứng? Con đã hiểu chưa Khánh? Ok, bây giờ con trả lời đi. Con trả lời bằng cách là điền các từ vào các dấu chấm ấy. Được chưa? Đó, con trả lời đi. Nếu mà câu hỏi nào mà còn chưa rõ hay là quên thì hỏi lại con nhé. Được không? Ok, con làm đi. Làm luôn màn hình nhé.
Ok, được rồi. À, được rồi. À, số 3 con quên ạ. Số 3 là có những cái màu gì trên quần áo của con búp bê? Thế có những màu gì? Hồng và màu gì? Bây giờ cô sẽ chữa nhá. Rồi, cô sẽ chữa cho Khánh này. Câu số 2. Which toys are red, white and blue? Có nghĩa là đồ chơi nào màu đỏ, trắng và xanh? Thì là con diều, chính xác, rất tốt. Con diều, rất tốt, đúng rồi. Cô chấp nhận ý đáp án. Cái câu số 2 đó chính là cái máy bay. Con nhìn cái máy bay xem. Máy bay cũng có màu đỏ, trắng và xanh. Khánh có nhìn thấy không con? Đúng rồi, and the plane. Đúng chưa nào? Tiếp theo, câu số 3 này. What colors are on the door's dress? Có nghĩa là có những màu sắc gì ở trên áo của con búp bê? Được chưa? Thế vậy ở đây chúng ta sẽ có màu, màu gì nào? Màu pink and white là màu hồng và màu trắng. Chưa? Pink and white. Chưa? Câu số 4 này. How many toys are there on the floor? Có bao nhiêu đồ chơi trên sàn nhà? Thì đáp án sẽ là six. Sao con đếm thành 8 thế? Sao con lại đếm là 8 hả Khánh? Dạ. Sao con lại đếm thành 8? Đáp án 6 thôi. Có bao nhiêu đồ chơi trên sàn nhà cơ mà. Trên sàn nhà thôi. Thì phải là có 6 đây chứ. Đây nè con. Để con. Nè. Đây. Nè con. Đây nè. Cô đếm nè. Nè con khoanh nhờ đi. Đây nữa nè. 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 Con. Ừ đúng rồi nhỉ, được có 8 cái chứ nhỉ. Ồ đúng rồi, cái này đã bán sai đấy. Cô sai rồi nha. Ừ đúng rồi, cô sai rồi. À nó phải là 8. Đúng rồi, 8. Đúng rồi. Cô không tính cái xe đạp với cùng với con gấu. Đúng chưa? Đáp án là 6 là đúng. À đáp án là 8 là đúng nhá. Con đúng rồi đấy, cô sai. Đúng rồi. Tiếp theo, what is standing? Cái gì đó? The Robert. Chính xác, con biết nhầm chính tả rồi. Chỉ là R-O-B-O-T thôi nhá. Chưa? Ok, rất tốt. Khánh làm gần đúng hết rồi đấy, rất tốt. Ok, nào, tiếp theo. Thì chúng ta sẽ play the game stand up and do it. Có nghĩa là đứng lên và hành động, được chưa? I'm going to tell you to do different things. Please, sao đó con? Do the action. And if I don't say please, don't do the action. Có nghĩa là bây giờ cô sẽ nói con làm những cái việc khác nhau. Nếu mà cô nói là please thì con sẽ làm. Và cô nói là don't, nếu mà cô không nói please thì con sẽ không làm hành động đó. Được chưa? Thì cái này là chỉ là trò chơi thôi. Nhưng mà Khánh đang vướng em đúng không? Dạ. Yeah. Con đang bị vướng em đúng không? Dạ. Yeah. Này nhá. Tốt. À, bây giờ mình sẽ sang bài mới nha. Ok, đợi cô một chút. Đợi cô một chút nha. Thế bố mẹ đâu? Mà bố mẹ không trông em con à? Dạ. Bố mẹ con đâu? Bố con ở dưới ngồi nằm á. Con lên học à. Mẹ con lên học à con. À thế à. Ok được rồi. Nào tiếp nha. Tiếp theo thì mình sẽ đến với một bài tập nghe. Được chưa? Sau 2 buổi nữa thì Khánh lại có một bài kiểm tra nhá. Con biết điểm hôm trước của con chưa? Chưa. Ô, cô gửi cho mẹ rồi đó. Mẹ rep cô rồi đấy. Con được 7 phẩy. Con được 7,75, gần 8. Giỏi. Bố mẹ bảo rồi đúng không?
Mẹ bảo con rồi chứ đúng không? Đó. Nào, tiếp nha. Hôm nay thì mình sẽ sang một bài là bài nghe. Được chưa nào? Bài nghe. Ok. Nào, tập số 1 rất quen thuộc, nghe và nối. Sẽ nghe và nối những cái đồ vật với vị trí đúng. Được chưa? Ơi, con đâu rồi? Cô ơi. Đợi con tí xíu, con ẵm em xuống nha cô. Ok, con nào em xuống đi. Rồi cô. Ơ, cô không bật mic từ nãy giờ. Trời đất. Khánh ơi, bật cam lên con. Cô quên không bật mic. Đâu rồi? Khánh ơi. Dạ. Nào, bây giờ con... bật camera lên con. Ơ, con đang bật rồi. Ờ, ok. Cô giải thích lại nhá. Cô quên bật mic đấy. Nào. Dạ. Trong bài này thì mình sẽ nối những cái đồ vật với vị trí đúng trong trong căn phòng ở bức tranh ấy. Con có hiểu không? Ừ, hiểu. Okay. Thế bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe nha con. Ok, nghe nha. Dạ. Yeah. Ok, con nối luôn vào trên màn hình cho cô. Oh, sao nó không lên nhỉ? Sao nó không lên cơ? Ừ, nó đang không lên. Đợi cô check nha. À. Buồn quá, sao cái bài nghe nó bị sao nhỉ? Đợi cô. Được rồi. Đợi cô thử chia sẻ lại cho Khánh nha. Khánh lại đâu mất rồi con? Lại luôn. Đây nè. Rồi. Ờ. Nào, chia sẻ lại nha. Dạ. Ok, bắt đầu nha con. Nào, mình bắt đầu nghe nha. Part 1. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Put the doll in front of the sofa. Pardon? Put the doll in front of the sofa. Right. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. Now put the clock on the bookcase. Sorry, what? Put the clock on the bookcase. Oh yes, okay. 2. Or? Okay, now put the picture on the wall. Sorry,
What? The picture. Sao đó con? Ủa cái gì đấy? Không có gì hết con. Ok, nghe tiếp nha. No. Put it on the wall between the TV and the armchair. Between the TV and the armchair. Okay. Three. Now put the phone under the table. Pardon? Put the phone under the table. Right. Four. Can you see the book? Yes. Put the book on the floor next to the flowers. Okay. It's on the floor next to the flowers. Five. Now the guitar. Put it under the window. Sorry, where? Put the guitar under the window. Okay. Now listen to part one again. One. Now put the clock on the bookcase. Sorry, what? Put the clock on the bookcase. Oh, yes. Okay. Two. Okay. Now put the picture on the wall. Sorry, what? The picture. Put it on the wall between the TV and the armchair. Between the TV and the armchair. Okay. Three. Now put the phone under the table. Pardon? Put the phone under the table. Right. Four. Can you see the book? Yes. Put the book on the floor next to the flowers. Okay. It's on the floor next to the flowers. Five. Now the guitar. Put it under the window. Sorry, where? Put the guitar under the window. Okay. That is the end of part one. Rồi con. Ok, được rồi. Nào, bây giờ trước khi mà chưa bài thì Khánh ao ra vào lại cho cô nhá. Con thoát ra vào lại cho cô. Thì có. Bởi vì bây giờ học Zoom thì nó sẽ bắt mình thoát ra vào lại.